Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Có một rạp xiếc nuôi một con sư tử. Ngày ngày sư tử được cho ăn và diễn xiếc. Sư tử làm việc rất chăm chỉ nên bữa ăn nào cũng để huề thịt bò. Sư tử thầm nghĩ, thôi như thế này là đủ rồi. Việc làm ổn, ăn uống không phải lo, bỏ trốn vào rừng chắc quái gì đã được no đủ như thế này. Và thế là chú sư tử sống cả đời trong rạp xiếc với những buổi diễn và những bữa ăn được dọn sẵn. Thực ra nhiều người trong chúng ta cũng như chú sư tử trong rạp xiếc này vậy. Chúng ta ban đầu đi làm và trình độ lên một mức nào đó, chúng ta sẽ có một mức thu nhập mà tại đó chúng ta khó bứt phá lên được nữa. Đồng thời lúc này, chúng ta cũng bắt đầu dần xuất hiện những giới hạn, những ràng buộc khiến chúng ta khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Đây chính là thực trạng của rất nhiều nhân viên văn phòng hiện nay. Vậy nguyên nhân gì khiến cho những nhân viên văn phòng dễ mắc phải bẫy thu nhập trung bình và khó thoát ra khỏi? Thứ nhất, đó chính là về trình độ. Đây chính là vấn đề cốt lõi cho việc thu nhập khó tăng. Điều này đúng cho cả quốc gia lẫn cá nhân. Thực chất, năng suất lao động tăng thì thu nhập mới có thể tăng. Tuy nhiên, trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có hai mức rất khó để vượt qua. Đó là mức bắt đầu và mức trung bình. Hầu hết chúng ta đều bị mắc kẹt ở mức trung bình, đặc biệt là khi trình độ ở mức trung bình tốn rất nhiều công sức và thời gian để bứt lên, vượt qua khỏi mức này. Vậy nên, nó đã làm giảm động lực để duy trì việc rèn luyện và khiến cho bản thân mỗi người trở nên chây ý hơn. Bên cạnh đó cũng có một vài lý do khách quan khác như sức học giảm sút khi có tuổi và bị vướng bận nhiều mối quan tâm khác. Thứ hai, đó là mức thu nhập ổn định. Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng thực chất, chính mức thu nhập trung bình lại là thứ làm giảm động lực học hỏi và làm việc của chúng ta. Nếu khi còn trẻ, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết vì thiếu nhiều thứ, từ đấy có động lực để học tập vô biên vì cả ước mơ lẫn nỗi sợ, thì khi đạt được một mức thu nhập đủ sống, chúng ta đã đánh đi mất nỗi sợ thời trẻ, từ đấy làm tăng sức ỷ hơn trong việc học hỏi lẫn nhiệt huyết trong công việc. Thứ ba là nỗi sợ rủi ro. Thực chất, đây cũng là một lý do khá tương tự như lý do thứ nhất. Nhưng điểm khác là chúng ta muốn chuyển qua một công việc phù hợp hơn nhưng sợ khác môi trường, sợ không được trao đổi, sợ không đủ năng lực. Chúng ta có thể nhìn thấy nỗi sợ này rõ nhất qua những câu hỏi mà nhiều người hay tự hỏi. Chọn đam mê hay chọn nghề kiếm ra tiền? Thực chất thì dù công việc đam mê hay công việc kiếm ra tiền, chúng ta vẫn phải luôn chấp nhận với những sự bất định cũng như hiểu nguyên lý cơ bản rằng khả năng và trình độ tốt mới có thể đem lại thành quả trong bất cứ nghề nghiệp nào. Nguyên nhân thứ tư đó là chọn phải ngành không tăng trưởng hoặc thoái trào. Vẫn quay về với câu nói mà hay được đem ra bàn luận, chọn đam mê hay chọn nghề kiếm ra tiền. Thực ra có một câu hỏi khác cần đáng quan tâm hơn, đó là cấu trúc của ngành nghề mình chọn thế nào. Thực chất trong xã hội có rất nhiều ngành nghề có mức thu nhập đi ngang hoặc tăng chậm hoặc thậm chí là giảm. Bên cạnh đấy còn có những ngành nghề vốn dĩ đã đi qua chu kỳ tăng trưởng. Làm việc ở những ngành nghề này bị cạnh tranh cao và rất khó để có thể tăng trưởng thu nhập trong dài hạn. Thứ năm, đó là ràng buộc về gia đình. Đây cũng có thể là lý do dẫn đến các nguyên nhân 1, 2, 3 và 4 kể trên. Khi chúng ta đạt được một mức thu nhập được gọi là trung bình, thì hầu hết cũng đã ở độ tuổi từ 28 đến 35. Đây là độ tuổi mà hầu hết mọi người đã lập gia đình, có con, dẫn đến nhiều ràng buộc và mối bận tâm khác. Câu hỏi như, mình chuyển việc nếu thất bại thì gia đình mình sẽ thế nào? Vừa chính đáng lại vừa để lại nhiều tiếc nuối. Vậy đâu là những giải pháp để hạn chế cho những vấn đề trên? Giải pháp là khi còn trẻ, hãy tích cực và chủ động học hỏi càng nhiều càng tốt.
Tích cực chủ động học tập ngay khi còn là học sinh, sinh viên giúp mỗi người có cơ hội để trải nghiệm điều mình muốn, để hiểu mình hợp gì, khả năng của mình đến đâu. Đứng trên phương diện là cha mẹ cũng cần tạo điều kiện cho con cái để tiếp xúc với các kiến thức, chọn nghề nghiệp cũng như môi trường để phát huy, nhận biết các sở trường, khả năng của mỗi cá nhân. Khi lựa chọn lĩnh vực phù hợp, tích cực học tập giúp mỗi người có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp, cả về chuyên môn lẫn thu nhập, không rơi vào tình trạng chưa giàu đã già. Còn nếu đã ở giai đoạn mà người ta nói đã rơi vào bẫy trung bình rồi thì sao? Có rất nhiều anh chị ở độ tuổi 30 chia sẻ rằng giai đoạn này thiếu động lực và mục tiêu. Ở độ tuổi này, công việc ổn định, nhà cửa ổn định, con cái ổn định, người ta thiếu đi động lực và mục tiêu như thời trẻ. Người ta dễ rơi vào trạng thái sống qua ngày với sự ổn định đó. Để vượt qua được giai đoạn ổn định bất ổn này, anh chị cần tìm lại cho mình mục tiêu. Mục tiêu đó có thể liên quan đến tài chính, như nghỉ hưu sớm hơn 10 năm so với dự định để đi du lịch với bạn đời sau nhiều năm vất vả. Hay mục tiêu là mỗi năm thêm một kỹ năng mới để bản thân ngày một tốt hơn. Hoặc có thể là mục tiêu về tâm linh, trở về để hiểu chính mình hơn. Nếu anh chị phân vân không biết mục tiêu là gì, hãy cho bản thân mình có thời gian để tham gia những khóa học, học kiến thức và kỹ năng mới. Suy cho cùng, cuộc đời là chuỗi ngày học tập để tiến lên, bởi chỉ cần dừng lại là chúng ta đã thụt lùi rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.